dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện tại khu vực Nam Bộ có gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Do đó, thời tiết khu vực này nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Từ ngày 25 tháng 6 trở đi, có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng trên khu vực Nam Bộ. Trong khi đó, Bắc Bộ và Thanh Hóa từ nay đến ngày 25 tháng 6 có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa đo được từ 70 đến 150mm, có nơi trên 200mm. Từ ngày 26 tháng 6, mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có xu hướng giảm dần. Khu vực Hà Nội ngày mai 24 tháng 6 trời nhiều mây, có mưa to, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, cao nhất từ 30 đến 32 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng trời ít mây, nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, cao nhất từ 35 đến 37 độ C. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày mai 24 tháng 6 trời ít mây, có nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C, cao nhất từ 34 đến 36 độ C.